Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Mến, căn bệnh táo bón là một căn bệnh rất là phổ biến và đặc biệt là ở các bé mà đang chuyển từ chế độ bú sữa mẹ sang ăn dặm thì căn bệnh nó lại dễ dàng mắc phải hơn hẳn và nó gây ra những cái hậu quả, những biến chứng nguy hiểm. Và để giải quyết vấn đề này, ngày hôm nay chương trình Sống khỏe cùng IDC Life đã mời đến trường quay chuyên gia dinh dưỡng Phương My sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả để giải quyết vấn đề này. Vâng, xin chào chuyên gia Phương My, cảm ơn chị đã nhận lời mời của chương trình ạ. Và xin chào MC. Xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Vâng, và thưa chuyên gia Phương My, tuần vừa rồi đến chương trình Sống khỏe cùng IDC Life chúng tôi đã nhận được câu hỏi của mẹ Linh Nhi ở Cao Bằng. Mẹ có nói rằng là con tôi 15 tháng rồi, tôi cho bé ăn dặm từ 6 tháng tuổi, vẫn bú mẹ và thêm sữa công thức. Nhưng khoảng vài tháng gần đây, không hiểu sao bé cứ bị táo bón suốt và mỗi lần đi thì rất là khó khăn và thường đi ra dạng những cái viên sỏi li ti. Tôi có thể làm gì để cải thiện tình trạng táo bón của bé? Xin chương trình tư vấn giúp tôi và tôi cảm ơn rất là nhiều. Vâng, thưa chuyên gia, thì ở độ tuổi mà bé bắt đầu ăn dặm là cái độ tuổi dễ bị mắc bệnh táo bón nhất, đúng không ạ? Và vậy thì đối với tình trạng đi ngoài khó khăn và ra những dạng như viên sỏi li ti của bé thì bệnh đã ở mức độ nào rồi ạ? Cái đối với cái tình trạng mà các bé bắt đầu ăn dặm ấy là một trong những cái mốc quan trọng về cái vấn đề dễ liên quan đến táo bón. Nó là một trong ba mốc. Mốc đầu tiên là bắt đầu ăn dặm. Mốc thứ hai là khi bé tập đi ngồi bô rồi tập đi học. Đấy. Mốc thứ ba là trẻ lớn hơn là đến trường là cái giai đoạn mà dễ bị táo bón nhất. Đấy, ngoài ra là có những cái giai đoạn khác thì là phân theo độ tuổi là như vậy. Còn được phân theo nguyên nhân thì sẽ khác. Còn đối với bé tập ăn dặm thì nguyên nhân lớn nhất để mà bé bị táo bón đó chính là do nhà mình cho bé ăn sai cách, cho bé ăn không đúng theo cái hướng dẫn. Giả sử như bây giờ bé bắt đầu mới ăn dặm mà cho ăn quá đặc. Đấy, trong cái bát của con nó chỉ có gồm tinh bột và thức đạm không và không có chút rau xanh nào thì nó cũng là một phần dẫn đến táo bón cho bé. Trường hợp tiếp theo là cho bé ăn có thể cho lúc đấy mẹ đi làm này, sữa mẹ ít đi và cho bé ăn thêm sữa công thức thì có những bé tình trạng là bé hơi gầy. Đấy, ở nhà ông bà thì bé hơi gầy xong lại hơi lười ăn. Tình trạng hơi lười ăn chút là có thể là pha sữa không đúng theo công thức mà pha sữa đặc hơn, nó dẫn đến cái áp lực thẩm thấu nó bị kéo nước ngược lại, dẫn đến là tình trạng táo bón con nó cũng có thể xảy ra. Đấy. Còn trường hợp nữa là cái việc bổ sung liên quan đến chất xơ hòa tan và chất xơ hòa tan này, hoặc là lợi khuẩn đường ruột của bé này, nó không được hiệu quả, nó không được đầy đủ cho bé cũng dẫn đến tình trạng là bé bị táo bón. Đấy. Còn tình trạng mà bé bị táo bón thân dê bắt đầu có hiện tượng lồn nhồn như hòn sỏi hoặc hay tình trạng là gọi dễ gọi hơn là táo bón thân dê thì là tình trạng này là do đa phần là do bé bị đang bị lọc khuẩn cái đường ruột. Có thể trước đây là bé bắt đầu trong giai đoạn ăn dặm ấy mình cho bé ăn sai cách, không đúng cách dẫn đến bé bị tiêu chảy. Bé bị tiêu chảy mình điều trị nó không dứt điểm và để nó tiêu chảy kéo dài, sau đấy nó cũng dẫn đến tình trạng táo bón của con. Vâng, rõ ràng có thể thấy là có rất nhiều cái nguyên nhân gây ra tình trạng táo bón của trẻ. Vậy thì các bệnh táo bón này thì ta có thể đề phòng được không? Và ta có thể đề phòng bằng những cái phương pháp cũng như là cách như thế nào? Đương nhiên là táo bón của trẻ là mình đề phòng được. Đấy, mình đề phòng khi mình đã hiểu được cái nguyên nhân rồi thì mình phải làm cách là làm sao mà tránh được cái nguyên nhân đó gây ra. Giả sử điều đến nguyên nhân thiếu nước thì mình phải uống bổ sung thêm nước. Nguyên nhân là do cái lợi khuẩn đường ruột trong quá trình ăn uống bị tiêu chảy hoặc là uống vệ hoặc là uống dưỡng kháng sinh hoặc uống thuốc, nó dẫn đến là mất đi cái lợi khuẩn đường ruột, lọc khuẩn đường ruột lên thì mình tăng cường bổ sung lợi khuẩn đường ruột lên cho bé. Hoặc là bé mà bị thiếu chất xơ, đấy, trong quá trình bé bị táo bón bị thiếu chất xơ thì cái nguyên nhân như thế nào thì mình giải pháp thì lấy mình để bổ sung cái chất xơ cho con. Thì khi đấy phòng tránh bằng cách gì? Thứ nhất đối với quá trình ăn uống hàng ngày của con là mình phải chú ý đến cái bốn nhóm thực phẩm khác nhau. Đúng nhất là nhóm thực phẩm cung cấp chất đường 1 hay còn gọi là glucid. Đấy,
thì khi đấy mình phải bổ sung đủ như là gạo, như là cháo, là bột các thứ cho con, hoặc là các nhóm thực phẩm liên quan đến chất đạm hay còn gọi là protein. Thì khi đấy mình phải thịt cá ở mức vừa phải thôi. Có những bạn mình hỏi, mình đi cho qua cho mình khám 8 tháng mà một bữa con ăn nửa lạng thịt rồi, quá là nhiều, nhiều chất đạm quá, bé không tiêu hóa được hết cũng dẫn đến vấn đề táo bón của con đấy. Nên lưu ý trong quá trình khẩu phần ăn của con là phải đầy đủ. Thứ nhất là đầy đủ là một, hay là đủ cái số lượng và cái chất lượng bữa ăn cho bé. Rồi tiếp theo là liên quan đến cái nhóm lipid, dầu mỡ là không thể thiếu trong bữa ăn của bé rồi, mặc dù nó không phải là nhiều nhưng phải là đủ. Đấy. Tiếp theo đến cái là cái vitamin và khoáng chất thì nó nằm chủ yếu trong rau xanh và củ quả. Khi đấy mình phải cung cấp đầy đủ cho con 6 tháng trở ra các loại hoa quả con đều được nhé, và các loại rau xanh con ăn, các củ quả con ăn đều được rồi. Vâng, vậy đối với tình trạng của bé nhà là chị Linh Nhi thì ta có thể áp dụng những cái phương pháp điều trị như thế nào là phù hợp nhất, và cái lộ trình điều trị cụ thể là như thế nào thưa chuyên gia? Đối với tình trạng táo bón phân giây của bé, đó là bé đang có hiện tượng là loạn khuẩn đường ruột rồi, mình đã phân tích ở trên, thì cái điều trị cho bé như là cung cấp cái loạn khuẩn đường ruột cho bé. Thì hiện tại bây giờ cái loại cung cấp loạn khuẩn dễ nhất từ thực phẩm đó là từ sữa chua, đó là các thực phẩm lên men, thì đấy là cung cấp được loạn khuẩn thì mình bổ sung cho con trước. Nếu mà cái tình trạng của con không đỡ nhé, kiểu con không đỡ thì mình sẽ liên hệ với chương trình để mà đưa ra cái phương pháp sử dụng thuốc có hiệu quả nhất. Để chưa, đã liên quan đến thuốc, đã liên quan đến cái gì, liên quan đến bổ sung, liên quan đến thuốc thì tốt nhất là có sự hướng dẫn của chuyên gia hoặc là bác sĩ về cái vấn đề đó, chứ không nên tự ý ra hiệu thuốc mà mua bổ sung chất xơ hay là lợi khuẩn rồi cho bé đó. Thế nên là có sự liên hệ nhé. Và trước mắt ở nhà mình sẽ sử dụng cái đơn giản trước, ngoài ra là sẽ tăng cường lên một chút nước cho bé này và rau xanh lên cho con. Cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ rất là gần gũi và hữu ích cho khán giả của chương trình vừa rồi. Và như vậy là qua những chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng Phương My vừa rồi thì hy vọng là chị Linh Nhi đã có thêm cho mình những cái kiến thức hữu ích để chăm sóc trẻ bị táo bón. Và với quý vị khán giả thì nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn về trường hợp bệnh của con mình hoặc những người thân của mình thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số hotline 0826212102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tuvanbacsi115a@gmail.com. Vâng, và nếu quý vị không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào thì hãy nhớ theo dõi chúng tôi vào khung giờ 20 giờ hàng ngày trên kênh IDC Live, và nhớ nhấn đăng ký kênh cũng như là nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.